dừng lâu quá, nó dừng lâu quá, mình tranh thủ khác luôn. Đâu mình lúc mình dán không ai thấy có thể biết rồi. Bây giờ này là tôi kìa, mình mặc kìa đúng không? Nhớ mặc kìa. Đi đi lòng, đi lòng lên đây, đi chanh lòng lên đầu máy, chỗ đầu máy. Nè nè, rút chanh đây. Đầu trên kia dưới này. Trên kia. Lên đó hả? Ừ, đi đi, lên đây rồi. Mua mấy kia à? Thôi thôi, khỏi. Mất á. Mất hả? Mỗi chân đang đi chưa? Đi gọi ra, đi gọi ra. Đây là đang quay chưa vậy? Đang quay á. Nguyên vẻ tẹo chứ kìa. Tranh dính thôi còn phải đặt dính chứ. Ok, mình để dán xong tranh về. Về đoàn tàu này sẽ chở bức tranh này đi ra ngoài Bắc. Các bạn nào gặp dọc đường thì hãy comment cho mình xem nhé. Còn nếu không gặp thì thôi. Đây là bức tranh 5 ngày của mình. Tạm biệt, bye bye. Giờ chúng ta cùng nhau tạm biệt lá tàu nha. Kia là bức tranh của mình đó mọi người. Woo! Bye bye. Bye. Bye.
tay vô chó. Thôi mình di chuyển lên trên kia đi. Ủa vậy di chuyển hả? Ừ. Vậy mình phải dọn nó nóng rồi vậy đúng không? Ừ. Thôi mình đi lên đây chút mình quần lại dọn. Hay dọn luôn. Thôi dọn luôn đi. Ok, mình để dán xong tranh về. Về đoàn tàu này sẽ chở bức tranh này đi ra ngoài Bắc. Các bạn nào gặp dọc đường thì hãy comment cho mình xem nhé. Còn nếu không gặp thì thôi. Ha ha ha. Bay mất tiền. Đây là bức tranh 5 ngày của mình. Tạm biệt. Bye bye. Mới có 1 ngày. Như quay này. Ủa quay gì có thấy đâu có gì để quay. Cứ quay đi. Có video dài. Yeah. Chào anh. Ôi ôi ôi. Stop. Anh phụ lái chỉ tuổi về cây đậu xù con xù. Ôi vô quay đi có cắt tiếng. Ok nha, tôi sẽ vẽ bộ làm theo tác dán đồ các kiểu. Ok, trình giữ nha. Ok, khi nào đếm được 40 giây thì nói tôi nha. 40 giây. Ủa đây là đang quay chưa vậy? Đang quay á. Ồ, nguyên vẽ tẹo chứ kìa. Tranh dính rồi còn phải đặt dính chứ. Dạ không có, chúc con dọn vậy á. Dạ. Dạ quá. Lối đi về sẽ đét gì làm. Dạ, chào ngoại. Chúc con dọn lại sạch. Dạ, ngay rồi. À, xong rồi. Ôi, xin lỗi Nguyên nha, nãy giờ tôi cười á. Xong cái nó cứ đổ xuống. Không phải tàu của tụi mình đâu, tàu khác á. Đây là con chó này. Tàu mình giờ chuẩn bị chạy nè. Chó cái thời này đang lại ghê nên biết sử dụng thọ luôn chứ. Ủa mình gì? Mình lâu lắm rồi đi nhá. À,